bạn nghe cái gì mà ơn vui mà phá ơi phá ơi xếp phá ơi nè mày bị chuyện khó bạn đi chơi bàn cho mình xa mình hôm xa đó phá đi bàn mà nó mang được cho mình chưa nhưng mày chẳng hổ mình rất mà nó bên từ lòng em lo gì mình ai nhóc mi à chưa chưa nhóc quốc luôn á nhưng đại chuyện thì mình gì đi còn là sự lo tại đó vì sự như đó đó em đó là phải trua lắm mình tăng hay chả làm hàng bạc phá cái đấy chưa em làm hàng bạc chả được phải đứng bốc mình quá chắc nào nhẹ rồi mà vì đó kia mà lấy nó kia quy á toàn hàng ừ chưa à chắc con chưa chưa à à phải cái chữ nó xí chữ thế chứ không tại mình không ở đường quy mời bơi nhá tại gọi việc may thì ra những hộp mai chứ luôn mà đông mình đi chơi rui mà tới đi gặp một chị chắc cò biên chưa chắc say biên giờ bỏ cái răng đó nhìn đang mấy tư nào mà đông không đây là nam tư khá là hơn thế ấy còn thế ấy còn thật là ơ nhôm tớ ui mưa đây mang đây mang hả cái mặt thôi sao rồi nhóm chân mà lấy cái đại sáp liền đăng hai cái châu chiên là na ấy là na đó là cái chiên mà cả món nam anh đăng bao là lâu ở miếng lên cái giùm nuôi thì cái đó chứ không chứ nó trèo mà ở trong trong nhà nó lệ ấp bao là lâu ở đăng thế mới bây giờ đôi anh đăng thế bao là lấy đôi tay nè lấy tay coi đó mà nè chiên nó không phun từ lấy trong ngon vậy lấy cái bọt bò này hả? Ấp người nhà nhá số fan là đừng ốc fan ốc fan ốc ốc mà đứng là rút rồi rút rồi tiêm á anh ta đi chăng liêm trả cho con nó ăn con nó ăn cho bố với bà ba rồi anh nó mục vi chứ anh nó mục vi xa đó gì lúc ta chọc phải ôn cái này tay chuông trời gì đó con này chuyện chuyện này chặt đó chuyện này lại xa cái bát chui chui mày lục rốt rồi nè và thi co sấy nó một cái sấy chứ nè sấy như vậy thì sẽ lấy cái làm đủ đừng ngại chứ cái này không thì mời bùa tôi lơ lòng cái chuyện thôi tiếp thì con là liệt nên thì những ấy thì môn lên này rep đạm đói lớn á lớn rep đạm